qua hình ảnh chụp X quang thể hiện bệnh nhân bị gãy 1/3 xương quay, hình ảnh xương gây bát đẩy ra sau. Vì bệnh nhân gãy xương quay hai đầu xương gây bát và sắc nhọn, nhà thuốc sẽ đưa ra kỹ thuật đẩy và kéo kết hợp kỹ thuật V cho xương quay của bệnh nhân trở lại vị trí bình thường. Sau đó nhà thuốc sẽ định vị nẹp và bỏ nam kết hợp cho bệnh nhân uống thuốc nam nhanh nhìn xương. Tiên lượng điều trị khoảng từ 1 tháng đến 1 tháng 40 ngày là xương quay của bệnh nhân sẽ liền hoàn toàn. Và sau một thời gian tập luyện và ngâm ná, bệnh nhân có thể cử động làm việc được bình thường. Hình ảnh của anh đây là vợ anh đúng không? Hình ảnh của chị nhà mình nhá, anh nhé, bị gãy 1/3 xương đẩy xương quay, xương đẩy ra ngoài và từ bên trên nhé. Năm nay chị bao tuổi? 15 ạ. Quê chị ở đâu? Cầm cái tay. Đây là sấy trước đúng không? Anh kia bị vai cho em đấy. À, bị vai này. Thì chắc mày kéo vai này. Đó, thì chắc mày kéo căng nha. Thôi anh ơi, thôi đưa nhiệt tình vào tiếp toàn con gái, phải múc con gái để chia kính ca mặt được không? Dễ rồi. Tí nữa là gắn cái kia. Mở đây. Quay xong ra kia.
Ngày thì đủ rượu đấy 2 lần em nhé, sáng chiều 5 ngày thay ở miếng bó tầm hơn tháng khoảng hoàn toàn rồi, thì xương của chị này lấy nhảy tháng ăn ăn nhé. Em chào chị nhé, hôm nay em vào Thanh Hóa em xin ảnh và hoàn thiện quá trình ngày trước, xin ghế 13 xung quanh. Từ đó nay chị khỏi được mấy tháng nhỉ? Em được 4 tháng ạ. Ngày trước thì bó và uống thuốc nhanh nhìn xương nhà thuốc được bao nhiêu thời gian nhỉ? 1 tháng ạ. Hiện tại đi làm việc bình thường nhé? Vâng ạ, em đi xe lại làm việc bình thường ạ. Lái xe bình thường đúng không? Vâng. Thì xoáy cổ tay. Cấp đẩy về. Đuôi ra. Cấp vào. Đuôi ra. Cấp vào. Thì xoay tay vào. Thì đứng ngang. Đứng ngang. Đứng ngang nhé. Đứng ngang nhé. Đưa cao lên, đưa xuống, đưa cao lên, đưa xuống, thì gấp này, thì gấp với em 10 lần nhảy này. Rồi, ngày trước là chỉ thấy cái xương này nó vắt, sau khi em bó thuốc và nắn chỉnh xe hợp này, thì bị nẹp nhé, và đắp thuốc. Sau đó chị cắt thuốc không sao. Em chắc phải 1 tháng nữa ạ. 1 tháng, tầm 2 tháng. Vâng. Thì có ngâm nái như vậy không? Có. Dạ. Bây giờ chị lái xe em bình thường nhỉ? Vâng ạ, em đi xe đạp xe máy ạ. Nấu cơm với phù với gia đình nhé. Vâng ạ, em làm ngày bình thường ạ. Vâng, chị xoay vâng. Tay này. Ngày trước là chị đi đâu, em hỏi đấy là chị đi đâu mà chị gãy xương? Em đi làm bị tai nạn xe nên bị gãy xương ạ. Chị nghe con nhớ là chị va đập như nào không chị gãy xương? Em bị quẹt phải xe đằng trước nên em bị ngã như người chống tay xuống đất. Tay vâng ạ. Sau khi đó chị đi chụp chiếu ở đâu? Em chụp chiếu ở như bệnh viện bên huyện em ạ. Dạ vâng. Hôm nay em vào hoàn thiện ngành của chị mất rồi thì là phải hoàn toàn là 4 tháng rồi. Vâng. Đã đi làm việc cơ động bình thường nhỉ? Vâng. Chị nấu cơm nhé, chị ra nhà bình thường nhỉ? Vâng ạ, em làm bình thường. Vâng ạ. Chị đi gấp tay là lúc nữa nhé. Chị quanh đây vào. Hôm nay thuốc xin chia sẻ đến các bệnh nhân bởi một các điển hình của gáy đầu trên, xương chày và xương mát kết hợp bệnh nhân bị vướng mâm chày khớp gối. Qua hình ảnh trên bên chụp thể hiện xương chày bệnh nhân đường gáy chạy dài và bóc tách làm nhiều mạch. Hình ảnh xương chày di lệch, xương gáy vát
để trả trước. Sau khi nhà đốc xem phim sẽ đưa ra kỹ thuật nắn chỉnh cho xương bệnh nhân trở lại vị trí bình thường. Vì hiện tại xương chảy bệnh nhân đường gây dài và dập rất phức tạp, di lệch xương gây vát, nhà thuốc sẽ vào nẹp, sau đó dùng thủ thuật nắn chỉnh để cho xương trở lại vị trí bình thường. Sau đó sẽ bỏ alarm kết hợp cho bệnh nhân uống thuốc nam nhanh nghiền xương. Tiên lượng điều trị khoảng từ 1 đến 2 tháng là xương bệnh nhân sẽ can hoàn toàn. Và sau một gian điều trị và tập luyện, bệnh nhân có thể đi lại, cử động và làm việc được bình thường. Bác đi đâu một cái thương dày thương mát cả này? Đúng ngủ không? Tao một cái nào đây? Bó một tháng, hơn tháng mới khỏi này, đi bình thường này, gầy xương chày cũng mang nặng hết đấy, đi lệch nhiều mà. Anh cứ để nguyên con nào, không phải làm gì cả. Đau này gì? 5 ngày một miếng. Anh đây ông bác là nguyên, ông bác cũng không phải làm gì cả nhé. Vết thương như em bình thường nhá. Này anh để bó kín nha, vết thương chuyển sao được. Được chưa? Bó cái đấy thì đấy rửa được không? Rửa được nhá. Này rửa với bó từ này thôi, chứ này bỏ vết thương bình thường, Thì chân của anh cái xương chảy trong mắt rất là nặng nên là chết là nhiều nhá. Cái thứ hai là nó bị vết thương hở này thì phải rửa vết thương cho em, để bó bột kín này được làm sao được. Bác sĩ cũng dặn về rửa, sợ lấy cái chân vết thương ấy, nhưng mà bó thế này thì rửa làm sao được. Rửa được, chị ơi yên tâm đi nhé.
kêu rượu bia cho em nhé. Đây nét cát thì còn thấy đâu vệ sinh là khó khăn. Thank you.
Bỏ được sao này đắp lên nhá. Không, không phải dưới đâu, thoải mái đi. Đấy nhá, là bó thì lắp mặt dưới nhá. Được chưa? Lắp bên này. Đấy, xong lúc nào vết thương nó khỏi là đắp dịch một tí nhá. Được chưa? Xoay chuyển được quá. Quay như thế này. Lấy 1/3 thì bỏ được bên chày xuống mát mà. Không cần tốt đứng. Không cần nghỉ hà đâu. Xong rồi. Xong rồi. Vết thương nhá, cái này là em rửa bình thường cho em nhé. Đây này nhé. Rồi, thì là nóng rồi nhé. Rửa khô bình thường cho em. Nóng rồi nhé. Được chưa? Bây giờ mình khiêng liệu hình chó nhá. Chân này bắt buộc chịu khó bất động. Khiêng được không? Đi vào nhà viện rồi. Đúng, nhà bó bé này đúng không? Đi, đi, đi. Bác làm gì lại nhá. Được chưa? Bác đó đi thải rồi, thoải mái. Dựa ra không cần phải gồng. Thả lỏng nhất có thể. Nhà tối phải ra ngoài sân làm cho nó sáng. Hay chỉ có cởi cái kia ra vứt lá đẹp để nguyện. Chỉ được cởi cái băng màu hồng thôi, không được cởi băng dính đen. Băng dính đen là tuyệt đối không được động rồi. Nếu mà nó có lỏng thì lại lấy băng dính đen quấn thêm vào. Tại vì thân nó bớt ngọ ấy đi, nó sẽ ngót đi, bớt sưng đấy. Là thoải mái đi, không không đông thì sợ. Cái này để chân bàn chân đắt nó thẳng rồi không? Chân đi vừa biết mình đắt. Rửa thương bình thường nha, rửa thương này bỏ này ra nhé. Mình tối rửa thôi. Hả? Tối hay rửa. Rửa bình thường mà nhé, không có đầy gì cả. Cái món rất là mỏng rồi. Rửa bỏ cho mình đi chứ. Rửa cho mình đi. Đúng rồi. Đấy cái bảo Khánh nó rửa mà tối tía xuống bảo nó rửa. Rửa bình thường này mà nhé.
xong một ngày đổ rượu hai lần nữa nhá. Đổ vào đâu? Đổ vào đây đây nhá. Đổ rượu vào đây thấy đầy một cốc to. Lấy cái xi lanh, lấy xi lanh xung quanh chân mình rồi, xịt xung quanh cái chỗ lưng lá này. Hai ba lần. Lấy lá đây. Xịt quanh như này. Lấy xi lanh này, xịt. Đây là xong rồi. Năm ngày thay miếng dưới chân đi. Năm ngày thay miếng nhá. Khiên rượu lên chó cháu nhá. Bó tầm hơn một tháng mới khỏi được hoàn toàn nhá. Hơn tháng hơn 2 tháng. Cảm ơn nhá. Ở đây cái. Và chúng ta cháu đi phục nhá. Cái mặt đây này. Cái mặt mặt kìm ấy thì bác để cái nán năm ngày sau đừng có đi nhá. Cho ngâm rượu này, bóp đấy nhá. Mày là gì? Mày như này. Đấy, mặt bệnh nhân rất là tím nhá. Thì bóp nhá. Em mày mặt bán hình nhé. Đấy. Thì bóp em trực tiếp đây mềm cho đầy cơ rồi là tan bóng nhá. Rồi bắt xong rồi. Ta cùng xem và so sánh hai kết quả thực tế trước và sau khi bệnh nhân về vào nhà thuốc, được nhà thuốc dùng kỹ thuật nắn chỉnh kết hợp bó nam và cho bệnh nhân uống thuốc nam nhanh liền xương. Đây là kết quả chụp phim quang ban đầu của bệnh nhân. Hình ảnh trên phim thể hiện bệnh nhân bị vướng bong chảy khớp gối, kết hợp bệnh nhân bị gãy một ba trên xương chày và xương mác. Hình ảnh xương chày đường ấy chạy dài và bóc tách nằm nhiều mảnh, xương lệch ra trước. Còn đây là kết quả sau khi bệnh nhân được ngào thuốc nắn chỉnh và bỏ thuốc nam, kết hợp uống thuốc nam nhanh nhiều xương. Được một thời gian, bệnh nhân có ra viện chụp trở lại. Hình ảnh trên phim thể hiện xương gáy đá can rất là tốt, đường gáy thẳng trục, không còn di lệch như phim ban đầu. Hình ảnh xương can hóa rất là tốt, đường gáy can rất đẹp và xương không còn di lệch. Bệnh nhân hai xương chày và xương mác đã thẳng trục hoàn toàn, trên phim trục thẳng và trục nghiêng. Ta cùng so sánh hai quả trước và sau khi bệnh nhân được thuốc điều trị, hai xương chày và xương mác đá can hoàn toàn, không còn di lệch như phim ban đầu. Hai kết quả thực tế. Hôm nay nhà thuốc sang thăm khám và đây là hình ảnh lần thứ nhất của bệnh nhân. Bác về quá trình lắp thì giấy hơn 3 xương thẻ mát. Anh chưa có bao nhiêu thời gian nhỉ? Hơn 3 tháng. Đi lại tốt nhỉ? Anh chưa bằng cái trên bên này đúng không? Đúng rồi. Anh chưa bằng chân này xem. Anh chưa bằng chân này. Anh chưa bằng cổ chân này. Cả mẹ vẫn dài ra anh nhỉ? Anh chưa bằng bác thì chuẩn. Bác đi trong một vòng dài là... Hiện tại bệnh nhân đi lại hoàn toàn bình thường à. Ngày trước bệnh nhân thì gầy 1/3, xương chày và xương mác di lệch rất là nhiều, 1/3 trên. Thank you.
Được chưa bác ơi? Nhân đi lại hoàn toàn bình thường. Nên bó thuốc 3 tháng. Mình uống thuốc nhanh nhuyễn xương được 2 tháng. Đã, hiện tại đã khỏi hoàn toàn rồi. Đi lại hoàn toàn cân. Ngày bác có đang đi bộ không? Hả? Ngày đang đi bộ nhá. Có, sáng đi nhiều. Đi mấy cây? Đi trong làng đi vòng lại tầm độ 2 cây 3 cây. 2 3 cây. À, tốt rồi, đi lại là bình thường rồi. Đi lại 2 3 cây là tốt rồi. 2 3 vòng rồi, chả biết được bao nhiêu cây. Vâng, 2 3 vòng. Bác đi tầm bao nhiêu phút bác ngồi ghế đây? Bác đi tầm bao nhiêu phút? Đi 4 rưỡi năm giờ kém, 4 rưỡi 5 giờ kém là hơn 1 tiếng. Đi đi về đi nhà, đi cuối quay lúc vừa đi vừa nghỉ. 6 giờ hơn 6 giờ rưỡi, còn là 2 tiếng ấy. Ừ. Và mức độ bán đi lại là bình thường là tốt rồi nhá. Tăng cần thêm thời gian là đi bộ này, đạp xe đạp này, đi bộ cũng tốt tốt đấy nhá. Cái đạp ngâm lá bây giờ còn ngâm lá không? Không. Ừ. Dạ tốt rồi. Con chào bác nhá. Chúc bác được khỏe nhé. Vâng, chào bác. Cảm ơn. Vâng. Con chào bác. Hôm nay con xuống hoàn thiện hình ảnh của bác về quá trình ngày trước bác gãy chân chày và xương mát. Nhà bác đi lại bình thường chưa? Bình thường. Bác ngày trước có gãy chân nào? Chà. Em chào bác cúi cho các bạn được. Con đi cho con một vòng dài để cây xoa này kia nhé. Đi cho con hai vòng như thế. Ngày trước bệnh nhân bị gãy 1/3 xương chày và xương mác. Hiện tại bệnh nhân đã đi lại hoàn toàn bình thường. Hôm nay nhà thuốc xuống hoàn thiện hình ảnh của bệnh nhân. Bệnh nhân đi lại cân hoàn toàn bình thường. Ngày trước bệnh nhân là do tham gia giao thông bị tai nạn nên ngá bị gãy 1/3 trên xương chày và xương mác. Sau khi được nhà thuốc đắp thuốc và uống thuốc nhanh nhuyễn xương thời gian, hiện tại bệnh nhân đã đi lại hoàn toàn bình thường. Chào bác ơi.
Bà quay lại đi cho con một vòng ngắn nữa nhá. Một vòng ngắn nữa. Đi lại hai chân là hoàn toàn bình thường. Không còn lệch. Như lúc 3 tháng trước nhà thuốc xuống xin ngày. Bệnh nhân hiện tại đi làm việc bình thường. Bắn nhanh con một tí bác ơi, nhanh một tí. Nhà thuốc theo hình ảnh của những ga gầy xương. Nhà thuốc theo sát từ lúc ban đầu đến lúc hoàn thiện hình ảnh. Nhà thuốc riêng về bộ gai xương nhà thuốc theo ra hình ảnh rất là chu đáo và hoàn thiện những ca gáy nặng. Những hình ảnh thực tế từ lúc bó đến lúc hoàn toàn bệnh nhân đi lại hoàn toàn bình thường. Bệnh nhân đi lại rất là tốt. Hôm nay là 17 đúng không? Thì con nhân tiện mà xuống con xin hình ảnh về quá trình thực tế ngày trước mình về trông trẻ trông mát. Sau một thì tại bác đi lại hoàn toàn bình thường nhỉ. Thì không khí Tết thì con xuống con nhân tiện con chơi với gia đình luôn. Thì con chúc bác và gia đình tại đình tháng 10 thêm tuổi mới làm ăn phát tài phát lộc nhé. Và chúc bác luôn mạnh khỏe. Gia đình sao mấy khỏe. Thấy bác đi lại là con mừng kìa. Con chào bác nhé. Cảm ơn anh em nhé. Vâng.